Ok, xin chào tất cả em đã trở lại kênh Duy Khảo năm ơi. Và lấy video ngày hôm nay thì Khả đang đổi kim đỡ ép 60 quả tiềm năng phong vân đội anh em ơi. Là 50 quả chứ. 50 quả tiềm năng phong đội tương đương là khoảng 10 cuốn tải thị kinh đó mọi người. Ok, giờ Khả ép cho anh em xem nha. Đâu giờ Khả đã chuẩn bị cho mình là 5 kim, là 5.000 xu. Đó, 5.000 xu này kèm với canh 5 vạn. Thì cứ một quả là tương đương 100 xu. Một quả là tương đương 100 xu kèm với 30 vạn. Thì tương đương một quả khoảng 130 xu. Bây giờ Khả ép cho anh em xem. Đổi hàng giống phong độ này. Một này. Họ đổi lần 5 được không? Không. Họ đổi 1 anh em ơi. Rất là mất. Cái chỗ này nó hơi bị chặt rương nè. Này. Này đi đổi lần 50 quả luôn. À, khá là chặt rương. Đổi dọn rương rồi cho nó đẹp đẹp. Lên đó cắn cục lách. Uống cho lẹ nè. Khi thóc đại lực cắn cho nó lẹ. Để mình dọn này. Dọn rương đó. Làm phát 150 quả luôn cho nó có khỏe. Đại thiên lực tây thì là thêm ít máu. Đó, cái này là cách ép rồi nè. Chắc là nhiều anh em chơi xe mới S9 á, cũng như là nhiều anh em chưa ép lần nào á, thì có thể đến khu vực ở phường tường gần hiệu thuốc này, ngay thanh nở và sơ thở cây, thở cây này. Cái tiêu chuẩn thứ hai đổi hạt giống phong độ. Rồi cái tách một quả ra, một cái quả mầm á. Quả mầm này thì đánh boss con mấy con thiên tặc trên thuyền á. Thì có một con là 5 quả. Rồi gom quả rồi đi ép thôi nè, cái này là đi ép nè. Còn em không biết cách ép thì anh em chắc chắn sẽ mua ngòi. Thì mua ngòi thì những anh em họ kinh doanh á, họ sẽ tự đi ép. Và họ sẽ bán với giá thì hơn một chút. Giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút, tại vì có cái công sức người ta đi ép nữa. Còn mình tự đi ép thì tầm này thì tương đối là tốn 100 xu. Kèm với 30 vạn. Và kèm với một phôi thôi. Đó, cái này một phôi nè. Đó, cái mấy cái này là phôi xanh này. Đó. Cái phôi này thì đánh lệnh bài, đánh mấy con boss thi tạc trên thuyền ấy. Nó có. Đó. Được không? Giờ đi ép rồi làm 50 quả cánh. Tương đương cộng thêm 10 cuốn tải thị kinh. Anh này thì mắt tải thị kinh rồi mọi người. Mắt 16 cuốn rồi. Bây giờ chỉ chim thêm những điểm phong độ để đo mắt nữa là sao. Đồ biết 50 quả chặt chỗ không đây. Ép 40 quả thôi nè. Chặt chỗ quá nhỉ. Muốn chỗ đổi máu luôn nè. Ép 40 quả thôi nè em ơi. 40 quả từ từ tính sau nha. Ít hôm nữa đánh đánh nó khả ép tiếp. Giờ thằng này chặt chỗ. Giờ chứa quả là không có chỗ chứa máu. Cái đỏ này tự mình đỏ thôi đâu có auto đâu nè. Rồi, 40 quả đi. Còn 20 quả đỡ rương từ từ tính sau. Bây giờ chặt chỗ á. Những quả này tôi ghép xong. Thêm được 5 quả nữa nè. Tí nữa lên trên đó là thả đầu quốc rồi nè. Tí nữa Khả sẽ qua thiền nhanh. Nên là nốt nhạc thôi. Nốt nhạc là qua được bờ bên kia rồi. Vấn đề là có ai phá hay không nữa. Có người phá là khó nhạc. Rồi, qua wow, cái mạng bích truyền công thực. Ok, let's go. Đó, rồi, mua ít máu. Mua máu lên thả dứt thôi. Ừ, Khả vẫn chơi bên này thôi anh em. Chơi bên này sao nhảy gì. Anh em còn đang chơi bên này vui sao nhảy được miên hoàn. Anh em còn chơi đông vui là chơi không có nhảy đâu hết á. Nó mất thời gian tại vì đầu tư bên này rất là nhiều tiền rồi. Thì giờ nhảy đâu khổ lắm không. Rồi, let's go. Đó, mình chạy lên phong độ ép này nè. Biết bên nào đây. Ồ, quý của Will tăng dụng môn con lôn à. Kinh quá, quý của Will kinh quá. Đại tịch. Được thôi biến thôi bịt bịt bó. Đại tịch một tịch con lôn. Kinh báo. Trong phái thành lồng đào. Ân tín tăng dụng môn. Ok. Nghe thiên vương, thiên nhân hay võ đàn. Người chuyên nhân quân luôn thủy yên xứng cùng anh. Không cần đâu, 10 bình banana đủ đánh rồi. Hàng lâu quanh đại ly, trốn lâm an lành địa. Vương tương tạm lâm nguy khắp nơi vô hình nằm.
hết năm kim thì tầm năm kim thì khoảng tầm 350 Việt Nam đồng đã up lên mấy chục hạt, nói chung up cho mát em ơi, này điểm up lên cho nó khỏe, không gì ngại cả, khỏe đánh cho trước. À, đến vị trí này nè, 50 phải này, nó sẽ có một hướng dẫn. Đó. Bạn sẽ đến khu vực là 154-180. Đó, bây giờ gõ vô, nó ngay ngã tư nè, 150-184. Đó, đến ngay tọa độ đó thả thôi. Ê, nhầm à, đúng không? 154-180. 154-180. Đây. 154-180 nè nè. Đó, đúng ngay tọa độ này rồi, thả thôi. Giọng anh quá sơ sơn á, rồi thả nè. Đó, điện thoại lên điểm không? Đó, cứ quýnh quả chết là ra thôi nè. Thực sự rất là nhiều quả. 40 quả một lần nè. Lớm. Đó, sợ ai phá thôi nè. Còn lại nếu không ai phá thì đứng chỗ này nhặt quả. Đó, úi xời. Rồi, xong, 40 quả nốt nhạt luôn em à. Đó, sau khi xong 40 quả thì nuốt nè. Cứ một quả tiềm năng là một điểm kỹ năng, một điểm tiềm năng nè. Đó nè. Này, quả tiềm năng phong độ này, một nè, nuốt này, một, hai, nuốt, điểm này thôi, đó, điểm lên, đó, trộn, ngon lành cảm giác, rồi, đó, anh em thấy ok chưa, sau khi đó, cánh, phải rồi, cánh được 45 quả luôn rồi, là được 45 điểm nè, đó, chắc là ngày mai anh chơi, ngày mai anh Tùng nhận top xong mới đánh bot nè, rồi, Khải giới thiệu cho anh em xem. 45, bây giờ đợi cái gì rồi Khải? Ôi, mới cắn lắc lực tay lên 9k4, 10k8, vãn. Lắc lên lực tay vãn rồi. Ui, không có tiền gì thiền vãn chứ. Từ từ rồi nè. Đúng rồi, cái này là gần được 10 cấp rồi nè. Rồi, khi em điểm lên lực tay một tí nè. Tầm này điểm nhiều, mình cố gắng đỡ lực tay một tí là đánh tống kim cho lên trước. 81. Rồi. Rồi mang cái nọ tống kim thôi, lực tay nhiều. Khải có cái nọ tống kim nữa nha anh em. Nó tống kim thì chỉ chuyên đam thôi, chứ nó không có tóc. Đây. Rồi. Nó tống kim này, hiện tại lực tay 8k4 à. Ok, cố gắng lực tay lên 7k và 8k5 nha nè. Ở tống kim nha. Rồi, ok. 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 Rồi, ok man. Hết máu. Rồi, đã thôi. 701 thông pháp. Hôm trước tăng 650 thôi, mới vừa rồi tăng thì gần 50 điểm thông pháp nữa, ok này. Rồi, giờ mang lại nó đi bật ca bot bình thường. Thay đổi nhẫn đầu tiên. Đây. À, vẫn còn đéo quên. Rồi. Đó, lực tay ngồi thì 6800 và 8200. Cái này chắc cố gắng thêm khoảng 10 điểm nữa. Lên 6.900 và 8.300 luôn là đẹp nha. Cố gắng 10 điểm thân pháp nữa. Ok đấy. Ờ, ưu cấp tăng điểm luôn anh em ơi. Ưu cấp tăng điểm luôn. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải là ủng hộ cho anh em ơi. Cho anh em xem tổng số qua gà của Khải này. Đó. Mới cánh thêm được mớ chục điểm nữa. Cho anh em xem xét hiệp cốt này. Đó. Lúc nãy là top 9 tống kim nha nè. Nó này thì nó bơ ca ngồi. Còn nó tống kim lúc nãy thì nó đẹp hơn. Nó tống kim không bằng tóc nè. Nè. 45-39, đó, lực tay nó sẽ lên hơn 200 lực tay nữa. Gần 200 lực tay nữa. Nó thủ lý 25-20, sinh lực lực. Lần thủ lý 19-20, sinh lực lực. Dày phòng thủ lý 15-40, nội lực tóc 20, tóc 25. Nhẫn kháng hỏa 15-40, sinh khí sinh lực lực. Và tay cũng vậy, 13-40 sinh lực lực, đó. Rồi. Nà, kháng cá, quân phi phong, kỹ năng. Đó, sẽ đổi hơn em. Ok chưa? Rồi. Anh em xem đừng quên cho một like ủng hộ cho nha anh em ơi.